là địa phương đầu tiên tại tỉnh Kiên Giang được công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Đại Nam chọn làm điểm sản xuất lúa hữu cơ sử dụng phân bón OP ông Viễn. Hàng trăm hecta lúa tại huyện Kiên Lương bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực cho người nông dân. Đây được xem là hướng sản xuất bền vững của ngành nông nghiệp trước tình hình biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn. Anh Nguyễn Thanh Tuấn, giám đốc doanh nghiệp Tuấn Linh, ấp Lung Lớn, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương cho biết, vụ ba này, doanh nghiệp của anh ký hợp đồng làm 160 hecta lúa với công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Đại Nam. Tham gia làm lúa hữu cơ, anh Tuấn được đối tác cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật, dùng phân bón OP ông Biển và được đầu tư máy cấy. Đây là vụ đầu tiên làm lúa theo hướng hữu cơ, nhưng anh Tuấn cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trên đồng ruộng, từ năng suất, chất lượng hạt lúa đến hệ sinh thái. Thì chất lượng hạt lúa thì theo như mình đánh giá đó, nếu mà mình canh tác lúa vô cơ, cái vụ 3 hiện tại thì nó nằm các cái khung cỡ khoảng từ 4 tấn rưỡi tới 5 tấn. Còn cái canh tác cái lúa hữu cơ của ông Biển thì nó nằm khoảng cỡ từ 5 tấn rưỡi tới 6 tấn. Hệ sinh thái thì từ lúc mà bón phân ông Biển tới bây giờ cái vụ này đầu tiên thì cá ở trong mương của tôi là nó sinh sản ra và nó nhân ra, mình cảm nhận được là nó nhiều hơn cái mình làm cái lúa phun xịt bình thường như hồi xưa. Nhận thấy được hiệu quả bước đầu mang lại là rất tích cực. Chính vì vậy, doanh nghiệp Tuấn Linh sẽ tiếp tục mở rộng quy mô hợp tác lên gần 500 hecta trong vụ tới. Theo đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Đại Nam, thì Kiên Giang là nơi thuận lợi để đầu tư sản xuất lúa hữu cơ. Do đây là địa phương có nhiều cánh đồng lớn, thuận tiện cho việc triển khai các dự án. Khi thực hiện canh tác theo hướng hữu cơ, sẽ mang lại 3 lợi ích chính, đó là cải thiện môi trường tự nhiên, tăng năng suất lúa, và điều quan trọng, đó là lúa làm ra được công ty thu mua hoàn toàn với giá cao hơn giá thị trường, từ 500 đến 1.000 đồng một ký. Bên cạnh đó, nhờ môi trường sinh thái được cải tạo, và đây là cơ sở để người nông dân nuôi vịt và nuôi cá, góp phần tăng giá trị trên cùng một diện tích. Việc trồng lúa theo hướng hữu cơ được huyện Kiên Lương khuyến khích các doanh nghiệp và bà con nông dân, vì đây là hướng đi bền vững, nhất là trước tình hình đầu ra nông sản bấp bênh như hiện nay. Về địa phương thì chúng tôi rất mừng, cũng rất cảm ơn các doanh nghiệp đã mạnh dạn mà bao tiêu đầu ra cho nông sản, đặc biệt là cây lúa trên địa bàn huyện Kiên Lương. Hiện nay thì giá cả rất bấp bênh, đã có được một doanh nghiệp như ông Biển đến huyện Kiên Lương, vừa làm, vừa chuyển giao khoa học công nghệ, vừa là bao tiêu luôn sản phẩm, thì chúng tôi rất là mừng, địa phương rất mừng. Nói chung thì đây cũng tôi cũng rất muốn công ty ông Biển thời gian tới là mở rộng đầu tư thêm nữa trên địa bàn huyện Kiên Lương của chúng tôi. Qua hơn 10 năm phát minh khoa học, phân bón hữu cơ vi sinh ông Biển, công nghệ ông Biển được sử dụng rộng rãi, đem lại hiệu quả năng suất chất lượng cao trên cây lúa, cây công nghiệp và cây ăn quả. Một tin vui đến với doanh nghiệp và bà con nông dân là mới đây các nhà khoa học thuộc trường Đại học Hiroshima, Nhật Bản đã phát hiện và công bố hai hợp chất rất quý trong gạo hữu cơ ông Biển là hợp chất Mumilaton A và Mumilaton B, là hợp chất có khả năng chống bệnh tiểu đường, chống béo phì và bệnh gút thông qua khả năng ức chế hoạt động của các enzyme liên quan đến các bệnh này.